Là một MC biên tập viên, Đức Bảo khá bận rộn với lịch trình di chuyển liên tục. Và trên hết, Đức Bảo luôn muốn thật nhanh chóng để về nhà với bà xã và bé Tôm nhà mình. Everest Wild Track thế hệ mới đã trở thành một trợ thủ đắc lực, mạnh mẽ và êm ái, đồng hành cùng Đức Bảo trên mọi hành trình. Và đó chính là lý do mà Đức Bảo rất nóng lòng muốn trải nghiệm mẫu xe Ford Everest Wild Track mới này. Những điều mà Đức Bảo thích về chiếc xe này thì rất nhiều. Từng chi tiết, từng đường nét, ví dụ như là thanh cản xe hình chữ H kiểu mới lạ, hay ốp gương màu xám border, tất cả tạo nên một kiểu dáng bề thế, mạnh mẽ, nam tính, nhưng mà không kém phần sang trọng. Phong cách lịch lãm và sang trọng luôn là yếu tố Đức Bảo theo đuổi để tạo dấu ấn riêng. Đó cũng là lý do mà Ford Everest Wild Track thế hệ mới chính là lựa chọn tuyệt vời của tôi. Mọi người có thể thấy bên trong nội thất chiếc xe, với ghế da êm ái, đường chỉ khâu được thêu màu da cam, cực kỳ sang trọng. Khoang ngồi cũng rộng rãi, thoải mái. Dù đi xa hay đi gần, mọi người ngồi trong xe đều được thoải mái, dễ chịu. Có người hỏi rằng việc đứng dưới ánh đèn sân khấu nhiều và lái xe đều cần tập trung cao độ liệu có mâu thuẫn không khi lựa chọn lái xe để thư giãn. Nhưng với chiếc Everest thế hệ mới này, không có mâu thuẫn nào hết. Everest Wild Track thế hệ mới sử dụng động cơ diesel 2.0 biturbo cho công suất mạnh mẽ, vận hành tinh tế với 6 chế độ lái địa hình, giúp Đức Bảo luôn tự tin và sẵn sàng trải nghiệm trên các cung đường mà chẳng hề lo lắng gì. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động 2.0, tính năng hỗ trợ đánh lái, tránh va chạm, cảnh báo va chạm tại giao lộ khi có xe cắt ngang, giúp mọi thành viên ngồi trên xe dễ dàng thư giãn vui vẻ trên suốt hành trình dài. Mỗi chúng ta đều có những hành trình chinh phục của riêng mình, và Đức Bảo tin rằng chiếc Ford Everest Wild Track mới này chính là chiến hữu hoàn hảo đó.